tủ lạnh sẽ không còn mùi khó chịu chỉ với một trong bốn mẹo nhỏ sau. Chỉ cần đặt nguyên liệu này vào tủ lạnh, mùi khó chịu sẽ biến đi ngay lập tức. Mùi hôi tủ lạnh có lẽ là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình. Cho dù bạn vệ sinh kỹ đến thế nào thì tủ lạnh vẫn có mùi đặc trưng không lẫn vào đâu được. Mùi hôi này không chỉ làm bạn khó chịu mà còn bám vào thức ăn, khiến đồ ăn trong tủ lạnh mất đi độ thơm. Để khắc phục tình trạng này, bạn cần sử dụng một trong bốn mẹo hoặc sau, đảm bảo hiệu quả ngay tức thì. Số 1. Sử dụng rượu. Chỉ cần đổ một ít rượu vào cốc nhựa và đặt trong tủ lạnh thì mùi hôi của tủ lạnh sẽ tự động biến mất ngay thôi. Số 2. Sử dụng bánh mì. Cho một miếng bánh mì vào mảnh giấy bạc rồi gói lại. Tiếp theo dùng que nhọn chọc lỗ trên miếng bạc. Sau đó bạn mang miếng bánh mì gói giấy bạc đi nướng cho khét. Cuối cùng thì đặt miếng bánh mì đã nướng vào tủ lạnh, nó sẽ giúp tống khứ đi mùi khó chịu. Số 3. Sử dụng vỏ cam. Cam sau khi ăn xong bạn giữ vỏ lại, cho vào túi lụa rồi buộc kín, đừng để vỏ đổ ra ngoài. Để nguyên như thế cho vào tủ lạnh cũng được. Tuy nhiên nếu bạn mang vỏ cam đi sấy hoặc phơi khô rồi mới cho vào tủ lạnh thì hiệu quả khử mùi sẽ cao hơn. Số 4. Sử dụng cà phê. Bạn cho khoảng 2 muỗng bột cà phê vào từng túi lụa nhỏ. Sau đó đặt túi lụa cà phê vào từng góc của tủ lạnh. Tủ lạnh sẽ thơm tho ngay tức thì. Lưu ý các nguyên liệu trên chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định. Do đó muốn tủ lạnh không bốc mùi trở lại thì bạn phải thay nguyên liệu hàng tuần nhé. Trên đây là 4 mẹo hoặc giúp khử mùi trong tủ lạnh. Mình cùng tham khảo và áp dụng thôi nào. Chúc các bạn vui vẻ. Nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại ở các video sau. Mình chào tạm biệt.